Hello, xin chào tất cả các em. Đây là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Open your book to page 20. Mời các em mở sách tiếng Anh lớp 3 tập 1 trang 20 để bắt đầu học bài. 1. Look, listen and repeat. A. Look at my and Nam. Hai bạn đang chỉ tay về phía bạn đang đứng ở đằng xa và thả diều. Thật khó để xác định đây là ai. Is that Tony? Có phải là Tony không? Yes, it is. Đúng là Tony rồi. B. Look at Tom and Linda. Hai bạn đang chỉ tay về phía bạn đang trượt patin ở đằng xa. Không biết đó có phải là Quân không? Is that Quân? No, it isn't. Không phải Quân. It's Phong. Đó là Phong. Trước khi nghe đoạn nội thoại, cô mời các em cùng học qua một vài từ vựng. Hôm trước các em đã học từ this. This is. Hôm nay chúng ta học thêm một từ mới, that. That is. Khi nói đến một người đang đứng ở phía đằng xa, em sẽ thay từ this bằng từ that. Để đặt câu hỏi với từ that, chúng ta có cụm từ is that. Is that? Yes. Yes. No. No. Now, listen. Is that Tony? Yes, it is. Is that Quan? No, it isn't. It's Phong. Khi Mai muốn hỏi để xác nhận xem bạn đang đứng ở phía đằng xa kia có phải là Tony, Mai đã hỏi, is that Tony? Tương tự như vậy, khi Tom muốn xác nhận xem bạn đứng ở phía đằng xa kia có phải là Quân không? Is that Quân? Để trả lời và xác nhận đúng, Nam đã nói, yes, it is. Để trả lời và xác nhận không đúng, no, it isn't. It's Phong. Look at A again. Mời các em nhìn vào bức tranh A một lần nữa và trả lời câu hỏi của cô. Để hỏi xác nhận một người nào đó ở phía đằng xa, chúng ta bắt đầu câu hỏi với cụm từ is that và sau đó là tên của người mà chúng ta đang nghĩ tới. Is that Tony? Nếu đúng, chúng ta trả lời như sau. Yes, it is. Để trả lời và xác nhận không đúng, chúng ta nói no, it isn't. Sau đó, nói lại tên đúng của người bạn ấy. It's Phong. Em chú ý về cách phát âm. Khi đọc câu hỏi is that Tony, chúng ta nhấn mạnh từ that. Trong câu trả lời với cụm từ no, it isn't, em nhấn mạnh từ isn't. Để đặt câu hỏi này, em cũng có thể thay từ that bằng từ this nếu như người bạn này đứng ở phía bên cạnh em. Về mặt chữ viết, it's chính là hình thức viết rút gọn của từ it is. It isn't chính là hình thức viết rút gọn viết tắt của cụm từ it is not. Đúng. Để thực hành mẫu câu hỏi xác nhận một người nào đó và trả lời xác nhận đúng hay không đúng, chúng ta bước sang phần tiếp theo. 2. Point and say. Mary. No. Linda. Peter. Yes. Tony. Yes. Mai. No. Hoa. Như vậy, để hỏi xác nhận một người nào đó ở phía đằng xa, em bắt đầu câu hỏi với cụm từ is that, sau đó là tên của người mà chúng ta nghĩ tới. Để trả lời xác nhận đúng, em nói yes, it is. Để xác nhận không đúng, no, it isn't. Và sau đó nói lại tên đúng của người bạn đó. A. Peter. Yes. Để xác nhận xem người bạn đang đứng đá bóng ở phía đằng xa có phải là Peter. Is that Peter? Yes, it is. Is that Tony? Yes, it is. C. My. No. Hoa. Để xác nhận xem người bạn đang nhảy dây ở phía đằng xa kia có phải là Mai không?
Is that Mike? No, it isn't. It's moi. D. Mary. No, Linda. Để xác nhận xem người bạn đang đạp xe ở phía đằng xa kia có phải là Mary? Is that Mary? No, it isn't. It's Linda.